hello xin chào tất cả các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mình nói về một cái chủ đề là một cái bài học đàm thoại các bạn nói là ai cũng có một biệt tài ai cũng có một biệt tài thì trong đó đó có nghĩa là có người thì than thân trách phận có người thì mình cảm thấy tài năng quá mình khen tài năng của họ thế nào mình hỏi người ta cái đó học ở đâu thế bạn học kiểu này kiểu kia ra làm sao thế thì lúc này đó mình nói tiếng anh như thế nào các bạn ha mình nghe đôi bạn trong đây đối đáp rồi sau đó đó và tôi sẽ giải thích cho các bạn nha các bạn ha mình bấm vào luyện phản xạ theo nhu cầu nha các bạn Tìm đến cái chủ đề học với thầy Thắng Phạm các bạn nha. Học với thầy Thắng Phạm trên Youtube à, giao tiếp hàng ngày. Thường thường đó cái bài mới nó sẽ nằm ở trên cùng ai cũng có một biệt tài các bạn. Vào đúng cái chuyên mục học với thầy Thắng Phạm Youtube là được các bạn nha. Mai mốt tôi sẽ mời thêm một số giáo viên nữa. Thì mỗi giáo viên sẽ mang cái tên của họ và tên kênh của họ để các bạn tìm cho nó dễ. Mình bấm qua đây để mở ra nào. Rồi đây là cái bài thuộc cái phương pháp đối đáp phản xạ luyện đối đáp phản xạ có nghĩa là cuối cùng các bạn có thể luyện tập đối đáp phản xạ à, phân vai à, với máy được hoặc là bạn có thể để đó bạn tự luyện luôn nha các bạn ha bây giờ mình mở ra để tôi hướng dẫn các bạn từ đầu đến cuối what do you enjoy doing in your spare time yeah, đôi khi mình hỏi một người là à, lúc bạn có thời gian rảnh bạn làm gì hay là thú tiêu khiển của bạn là gì Tuy nhiên nó người ta hỏi là what do you like doing hay là what do you enjoy doing, enjoy doing hoặc là like doing in your spare time, in your spare time. Spare time đó là thời gian rảnh của mình đó các bạn, cái thời gian mà mình spare ra, mình để dành ra để làm bất kỳ cái gì mình thích đó, gọi là spare time. Hay các bạn ha, what do you enjoy doing in your spare time? What do you enjoy doing in your spare time? Đôi khi mình gặp một người, một cái câu hỏi để bắt đầu một cái buổi nói chuyện với một người lạ hay là một người khách đến nhà đó thì bạn hỏi cái câu này cũng rất hay. What do you enjoy doing in your spare time? Mình đọc thử nha các bạn. What do you enjoy doing in your spare time? Nhờ yeah, chính xác ha. When I have time, I sometimes draw and play piano rồi cái cô này cô nói là when I have time I sometimes draw and play piano draw draw là vẽ các bạn ha đôi khi người ta phân biệt giữa động từ draw và động từ paint uh, thì draw đó các bạn đôi khi vẽ bằng bút chì đó các bạn mình mình vẽ bằng chì mình đánh bằng chì đó thì có đó gọi là draw còn mình paint paint mà nó để nó tạo ra những cái painting đó các bạn là vẽ có màu ha vẽ bằng cọ có màu đó gọi là paint cho nên là lúc mà bạn vẽ bằng cọ mà có màu thì lúc đó bạn nói là bạn đang painting còn á bạn vẽ bằng chì thì mình gọi là mình drawing nha các bạn ha I sometimes draw and play piano draw and play piano 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 và chơi đàn piano nha yeah, mình trả lời như thế I I sometimes you know um, go fishing go fishing go fishing go swimming hay các bạn hay là go to the beach, đi tắm biển á các bạn. Rồi, bạn làm cái gì thì bạn nói về cái đó mà thường nói là go doing something là đi làm cái gì đó các bạn ha. Hay đơn thuần chúng ta không cần dùng cái đó mà chỉ cần dùng bất kỳ cái động từ gì để thể hiện cái đó cũng được. Ví dụ như nói I play football in my spare time, đều được các bạn ha. You actually do that? Ủa bạn thật sự uh, vẽ hay là đang nói vẽ hay là piano sao? Tại vì hỏi cái câu này đó you actually do that thì cái người này nè thật sự là không có tin người kia biết vẽ và biết chơi đàn. Thật sự tôi cũng uh, um, uh, đôi khi mình cũng biết nhiều người nhưng mà số người mà biết vẽ và chơi đàn ít lắm các bạn. Cho nên khi mình nghe như thế đó cái mình cảm thấy hào hứng lắm, cảm thấy mình ngạc nhiên lắm. Mình hỏi lại you actually do that. You actually do that. Actually Actual, actually, 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 you actually do that, do that. Every so often, I do. I enjoy drawing and playing piano. Rồi, every so often, every so often, often hoặc, hoặc là often, các bạn, often, often, often. À, thỉnh thoảng thì nó giống như là sometimes đó các bạn, sometimes, every so often, I do. Thỉnh thoảng thì tôi có, không phải là thường xuyên nha, every so often. I do. I enjoy drawing and playing piano. I enjoy enjoy doing something like doing something là thích cái gì đó. đang nói đến cái sở thích nha các bạn ha. Tôi thích vẽ và chơi đàn piano lắm nha. I enjoy drawing, draw, 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 drawing, drawing, drawing and playing piano. I didn't know you knew how to do them both. I didn't know. I didn't. Hala didn't know. I didn't know. I didn't know you knew how to do them both. You knew how to do them both. Do them. Do them. Do them. Do them both. Both. Do them both. I didn't know là tôi đã không biết. Ý là bây giờ đó mình mới biết đúng không? Là là lúc nãy trở về trước là mình không biết cho nên nói là I didn't know. You knew you knew tại vì mình phía trước mà nó I didn't know rồi thì phía sau phải là động từ á cái vế sau là động từ phải chuyển về quá khứ luôn đúng không bây giờ là bạn biết rồi đó nhưng mà hồi trước thì tôi không biết là bạn biết chơi từ tôi không biết là bạn biết chơi thì hồi trước tôi không biết nói đến cái việc trong quá khứ hết thì cái này là you knew chứ không phải là you know nha các bạn you knew you knew how to do them both you knew how to do them do them both do them both I I didn't know you knew how to do them both. Yeah. I first learned how to draw in high school. Rồi vậy thì cái người này đó học ở đâu? I first learned learned là đã học. I first learned trước tiên á đầu tiên á thì tôi học cái đó how to do how to draw in high school. À, có nghĩa là trước tiên thì tôi học vẽ ở trường trước tiên thì tôi học vẽ ở trường phổ thông đang kể về chuyện quá khứ đó. Trước tiên thì cái trước tiên có nghĩa là cái học này đó là nhiều lần học mà cái đầu tiên thì học ở trường phổ thông. I first learned, learned, learned. Quá khứ ha, learned. How to draw, learn how to draw, learn how to draw in high school. Did you take some sort of art class or something? Yeah, câu này hay nè, các bạn phải nhớ nè Ủa, uh, bạn có học cái lớp gì đó hay là không vậy? Hay là bạn có đi học cái lớp vẽ hay không? Did you take some sort of Did you take some sort of Sort of Art class or something? Did you take some sort of Art class or something? Did you take some sort of Bạn có học cái gì đó? Đại loại là như thế không? Có nghĩa là bạn có học cái gì đó Thì lúc này đó, bạn thay nguyên cái cụm từ Art class này nè, bằng cái lớp khác Did you take some sort of computer science class or something? Bạn có học cái lớp công nghệ thông tin hay không? Yeah. Did you take some sort of uh, some sort of uh, typing class or something? Typing class or something? Hay là Did you take some sort of uh, stock market or something? Đó là cách hỏi của bạn. Thấy bạn có học cái lớp gì đó không? Thấy bạn có học cái lớp gì đó về cái đó không? về thị trường chứng khoán không hay là cái lớp về uh, gì đó typing không ví dụ như thế các bạn thì đây là một cách hỏi hay các bạn chỉ cần thay thế cái cụm danh từ bằng cái cụm danh từ khác thôi nha các bạn ha Exactly, it was my favorite class. Exactly. It, it, exactly. 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 It was my favorite class. Chính xác, chính xác. À, nó it was, nó đã là ngày xưa mà. It was my favorite class, nó là cái lớp học yêu thích nhất của tôi đó. nha yeah. nói chuyện ngày xưa còn bây giờ thì it is, ngày xưa thì it was. And where did you learn to play piano? And where did you learn to play piano? Yeah, hỏi người ta ủa học cái đó ở đâu vậy? Where did you learn to play piano? Học cái đó ở đâu vậy? Thì lúc này đó hỏi cái này qua. Where did you learn to play piano? Where did you learn to play piano? Yeah, bạn học chơi piano ở đâu vậy? Coi cách trả lời này nha. I learned back in high school with a private instructor. I learned. Này chuyện quá khứ cho nên là quá khứ hết nha. I learned with a private instructor. I learned with a private instructor. Hồi lúc back in high school. Là hồi lúc ở trường trung học đó. Hồi lúc ở trường trung học đó, I learned with a private teacher hay là private tutor hay là private instructor. Nha yeah, instructor là cái người hướng dẫn cá nhân đó các bạn, giống như là mình học với gia sư riêng đó hay là cái huấn luyện viên riêng đó nha yeah, các bạn ha. Có nghĩa là tôi học hồi hồi phổ thông á, hồi còn phổ thông đó là tôi học với một uh, giáo viên riêng. Nha, yeah, đó là cách nói đúng không? Mình hồi phổ thông mình học cái gì thì lúc đó là back in high school nha, yeah, back in high school, còn không đó cái câu chính là I learned with a private instructor, hay là lúc này làm cái gì cũng có PT đó các bạn, là personal trainer, trainer là cái huấn luyện viên riêng đó các bạn, thì nó giống như private instructor, nha, yeah. rồi I learned with a private instructor. Well, it's good that you're so talented. Rồi cái người này mới khen, khen ngồi bạn giỏi quá. Bạn giỏi quá thì đôi khi mình nói là you are very good đều được ha nhưng mà đó đôi khi mình khen người ta có tài về cái đó thì lúc này mình dùng cái chữ talented. 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 It's good that you are so talented. Đôi khi mình thốt lên là you are so talented. You are so talented. He is so talented. Nha các bạn nha. Hay là có một từ khác nữa là gifted. Gifted gifted đó các bạn, to be gifted là mình uh, giống như là mình được uh, ơn trên ban cho cái tài năng đó, có nghĩa là tài năng thiên phú đó. You are gifted, he is gifted. Gifted, gift là món quà đó các bạn, gifted nha. Yeah. It's good that you are so talented. It's good that you are so talented nha. Yeah. Thật là hay khi bạn uh, rất có tài. Hay thiệt, bạn có tài hay thiệt nha, yeah. là như thế đó các bạn. I appreciate that. Are there any hobbies you do? I appreciate that. Ai khen mình đó, đôi khi là đôi khi tôi tôi bắt gặp trong cái văn hóa Việt Nam mình đó các bạn, đôi khi người ta khen mình đó cái mình mình có những cái câu nói hay là đôi khi có những cái hành động đó mà nó cũng không đẹp đẽ gì cho lắm cái mình nói trời vậy cũng khen đó vậy cũng khen hay là đôi khi có nghĩa là đó mà không cái câu đó nó lại là không khiêm tốn nữa rồi các bạn cái câu đó nó làm cho cái tình huống nó trở nên uh, nó kỳ cục làm sao đó thì đôi khi người ta khen mình đó mình cảm ơn là được rồi mình cảm ơn vui vẻ mình cảm thấy mình thích thú vì cái câu khen đó chứ để mình tỏ ra thích thú để cho người ta cảm thấy là à cái câu nói của người ta làm cho mình thích thú mình khen cái câu nói của người ta còn người ta khen mình câu cái mình nói cái gì đó còn kiến hay là gì đó có gì đâu mình khen hay là có nghĩa là đôi khi mình á mình làm cho người ta bị quê cái văn hóa đó nó làm cho cái người nói câu kia bị quê các bạn ha cho nên là đôi khi trong đây nè I appreciate that I appreciate that I appreciate that uh, tôi rất là đánh giá cao cái điều đó hay là tôi rất cảm kích cái điều đó cảm kích cái câu người ta vừa khen đó thanks I appreciate that I appreciate that I appreciate that are there any hobbies you do Are there any hobbies you do? Đây là một cách hỏi về sở thích. Are there any hobbies you do? Bạn có làm gì như là một sở thích hay không? Are there any hobbies? Hobbies you do? Đây là một cách nói nha các bạn, một cách nói. À, khi học tiếng Anh đó các bạn đến một lúc rồi đó đến một học một ngôn ngữ nói chung nha, đến một lúc rồi người ta không quan tâm đến ngữ pháp nữa các bạn. Khi mình còn ở mức độ cơ bản hay là trung cấp trở xuống đó thì lúc nào mình cũng muốn xem ngữ pháp xem này xem kia hết trơn á. Nhưng mà cao hơn cái đó một chút rồi cái bắt đầu bạn quan sát trong tình huống đó người ta nói như thế nào, cái mình ghi nhớ cái cách nói đó mà không cần phân tích gì cả, không để ý không quan tâm gì cả. Are there any hobbies you do? Are there any hobbies you do? Đó, nói như thế các bạn. Nói như thế có nghĩa là mỗi khi muốn hỏi người kia bạn có hobby nào không đó, đại loại gì đó thì OD này hobbies you do? là tôi nói như vậy là chính xác và tôi nhớ nằm lòng cái đó và tôi không phân tích luôn nha các bạn. Not much. I just enjoy surfing Facebook. <laughs> anh này nói là anh này nói là I just enjoy I just enjoy surfing Facebook. À không có nhiều đâu, sở thích của tôi là lướt Facebook thôi. Surf là lướt các bạn giống như là wave surfing đó là lướt sóng đó các bạn lướt sóng biển đó ha còn này cái từ surf này nó đi vào cái thế giới uh, online luôn thì cái surf là lướt cái gì đó lướt facebook chẳng hạn lướt web chẳng hạn yeah. surf surfing cái từ này âm giữa là âm er đừng đọc là sắp surfing nha không được mà là surf er surf surf surfing 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 i enjoy surfing facebook Surfing Facebook. Facebook. Not much. Không có nhiều đâu. I enjoy surfing Facebook and watching TV. Ví dụ như thế. Staring at screens all day hurts your brain and eyesight. Yeah, Đây là câu này câu khuyên hay nè. Staring at screens all day. Staring at screens all day. Có nghĩa là stare là nhìn chăm chăm. Yeah, look là mình nhìn thôi, còn cái stare at cái gì đó, stare at something là mình nhìn chằm chằm vào cái gì đó. Đúng là mình xem tivi mình nhìn chằm chằm không các bạn hay là mình lướt Facebook mình nhìn dầm dầm đúng không là stare. Staring at screens all day. Nhìn vào các cái màn hình đấy suốt ngày. Nguyên cái này làm một cái cụm chủ từ. Hurts là động từ chính, Hurts your brain là làm tổn thương não của bạn đấy, Hurts your brain and eyesight và thị lực của bạn đấy hurts your brain and eyesight. Cái này câu này mình để khuyên con cháu được ha. Hurts your brain, hurts your brain and eyesight. Ha. Làm tổn thương não và thị lực của các bạn. Đây là khoa học chứng minh rồi các bạn nha. I know, I've been trying to get rid of them but it's very hard. Yeah, anh này mới nói là I know, biết rồi tôi biết rồi. I've been trying to get rid of them. Tôi cố gắng bỏ nó chứ tôi cố gắng bỏ nó chứ nhưng mà cố gắng thế nào I have been trying have been trying là đã nói cái hành động cố gắng này đã diễn ra trong một thời gian dài cho đến lúc nói có nghĩa là lúc này phải dùng cái thì perfect continuous mới diễn tả cái dài đó đó nó nhọc nhằn nó cố gắng nó cực khổ hay là nó bao lâu rồi thì lúc này dùng cái cấu trúc perfect, continuous nha các bạn. I've been trying, I've been trying to get rid of them. Get rid of them, get rid of, get rid of, get rid of, get rid of, get rid of them, get rid of them. But it's very hard, but it's very hard. Yeah. Tôi cố gắng bỏ nó, to get rid of something. À, là bỏ cái gì đó, get rid of something. Cố gắng bỏ chúng, nhưng mà nó rất là khó. When you feel like it, maybe you should find something interesting to do instead. When you feel like it, khi nào mà bạn cảm thấy thích những cái điều đó đó đang nói đến lướt Facebook đúng không? Khi nào mà bạn cảm thấy thích nó? When you feel like it. Khi nào bạn thấy thích nó ha? Maybe you should find something interesting. Có lẽ là bạn nên tìm cái gì đó thú vị, tìm cái gì đó hứng thú to do instead để làm thay thế khi nào mà cảm thấy mà muốn ghiền facebook đó khi nào cảm thấy bắt đầu quay trở lại facebook đó thì tìm một cái gì đó để làm thay thế mà nó thú vị thì lúc đó đó mỗi lần cái cơn ghiền facebook nó lên nhấc điện thoại lên mở facebook cái lập tức chuyển qua bên kia liền thì từ từ bộ não của mình nó sẽ associate nó sẽ cố kết cái hành động mới đó với lại cái hành động ghiền facebook có nghĩa là muốn mở facebook lập tức làm cái kia thì từ từ nó sẽ trở thành cái habit các bạn Yeah, thì đó là cái cách rất hay để thay đổi cái habit của mình nha. Yeah. Uh, you should find something interesting, something interesting. Mình thay thế mình bất kỳ cái tính từ nào phía sau những cái đại từ như là something, nothing gì đó để mình uh, giải thích nghĩa rõ hơn cho nó. Tìm một thứ gì đó thú vị, tìm một thứ gì đó khó, tìm một thứ gì đó dễ, tìm một thứ gì đó vui, yeah. interesting to do instead. Để làm thay thế nha. Yeah. My life is so boring. Besides, I'm not as talented as you. My life is so boring. Cuộc sống của tôi nhàm chán lắm. My life is so boring. Là cuộc sống nha, mới nói cái từ boring được. À, còn nếu mà nói I'm bored là tôi chán. Còn mình nói I'm boring, I'm boring là tôi, người tôi chán lắm, đừng chơi với tôi, người tôi chán lắm, bạn chơi với tôi bạn chán. Đúng không? lúc đó mình nói là I'm boring. Còn mình nói mình đang chán cái gì đó, mình nói I'm bored. Nha các bạn. Cho nên cái chữ boring nó dành cho một cái tình huống nào đó không có chủ động. Nha, không có chủ động thì my life là cái thứ gì đó nó không chủ động. Mình mới chủ động. Còn my life is so boring. Cuộc sống của tôi nhàm chán lắm. Besides, bên cạnh đó, besides, bên cạnh đó. I'm not as talented as you tôi không có tài như bạn I'm not as talented as you as một cộng với một tính từ as cái gì đó là tài như ai đó yeah, các bạn ha hay là dở như ai đó hay là vui như ai đó hạnh phúc như ai đó thì thay cái tính từ vào sau as cộng với as này as talented as you I'm not as talented as you à, tôi không có tài như bạn đâu để xem cô kia trả lời như sao Everyone has a talent You just need to find it. Yeah, lúc này dùng cái chữ talent là danh từ này các bạn. Everyone has a talent. Everyone has a talent. Mỗi người đều có cái tài năng. Ha, đây là cái chủ đề của cái cái tên của cái bài hôm nay luôn đó. Everyone has a talent. You just need to find it. You just need to find it. Find it. Find it. Find it. You just need to find it. Bạn chỉ cần tìm ra nó thôi đôi khi cái này nó cũng có nhiều ý nghĩa ha. có nghĩa là mỗi người đều có một cái tài năng riêng một cái sở trường riêng chẳng qua là mình ngồi không mình nghĩ là cuộc đời mình có số cái mình đợi số nó xảy đến là mình không làm gì cả đó các bạn cho nên là thật ra chẳng có cái gì xảy đến cả nếu các bạn không làm gì cả và bạn ngồi chờ sáng ăn uống làm theo những gì người ta bảo thì chắc chắn cuộc đời của mình xảy ra đúng y như tướng số còn nếu mình làm cái gì mình nỗ lực cái tự nhiên tướng số không còn đúng nữa believe me nha yeah, các bạn ha rồi bây giờ đó là khi các bạn học xong cái này rồi hiểu hết toàn bộ rồi phải không khi các bạn mà tự học đó mở bất kỳ bài nào trong hàng ngàn bài trong cái mục học theo chủ đề đó các bạn mở ra nếu cái câu dịch mà Google nó dịch chưa chính xác đó các bạn share cái câu này lên diễn đàn hỏi xem coi những người kia nhờ dịch giúp mình câu này cái cho nó đúng thì khi họ dịch lại đúng rồi đó coi như mình hiểu cái này đúng không còn cái gì không hiểu đó chia sẻ lên để hỏi tiếp sẽ có người trên đó đó các cái chuyên gia trên diễn đàn sẽ giải thích cho các bạn giống như tôi đang làm. Tại vì tôi không thể dạy tất cả các bài được các bạn. Bài nào tôi không dạy thì các bạn có thể tự học ha. Còn bài nào tôi giúp các bạn à, giảng giải cho nó rõ hơn thì tốt hơn rồi. À, rồi xong rồi đó, các bạn mới bắt đầu tiến hành cái việc đó là à, luyện phản xạ. Nha các bạn, luyện phản xạ bây giờ mình luyện thử một chút nè, vài câu nè. Đây luyện đối đáp phản xạ nha hoàn toàn bạn có thể luyện nghe thụ động bấm một cái cho nó chơi đi chơi lại để luyện nghe ha tuy nhiên luyện đối đáp phản xạ tôi thích cái chức năng phát tất cả hơn các bạn bấm phát tất cả nha còn nếu cái này đó là thủ công mình dừng lại từng câu dừng lại để làm chi có sai mình biết sai chỗ nào rồi mình sửa à, mình sửa cho đến khi đúng rồi mình mới qua câu mới còn này phát tất cả là nó sai nó cũng chạy luôn để cho mình nói tiếp cho nó suông các bạn ha What do you enjoy doing in your spare time? Enjoy doing. When I have time, I sometimes draw and play piano. Nó tự động hết các bạn nghe. You actually do that? Every so often, I do. I enjoy drawing and playing piano. Yeah. I didn't know you knew how to do them both. I first learned how to draw in high school. Did you take some sort of Yeah, nếu mình để nó chạy suốt thì nó cứ vòng 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 mình luyện tập cho nó đã luôn các bạn ha. Rồi sau đó bắt đầu bài kiểm tra. Tôi thích cái bài kiểm tra này bởi vì đó nó giúp cho mình nó học có định lượng. Học có định lượng là sao? Bạn nhớ rồi đó nhưng mà bạn có thể đối đáp với lại thầy giáo trong mấy trong vòng 7 giây được không? Thì lúc đó bạn đối đáp mỗi cái trong vòng 7 giây được mà mà hết nguyên một bài thì câu nào bạn cũng nhớ trong vòng 7 giây đó sau này nó có chức năng á là nó ẩn tất cả các câu của các từ trong câu của mình luôn bây giờ nó chỉ chấm chấm thôi sau này nó ẩn hết thì lúc đó đó mình lại khó hơn để lúc đó mình luyện tập tốt hơn bắt đầu nha các bạn chọn b nha What do you enjoy doing in your spare time? Mình có 7 giây để bấm cho các bạn nhớ câu này không? When I have time, I enjoy... Tôi không nhớ rồi các bạn ơi. Tôi không nhớ. Thử câu nữa nha. Nó nhận ra nè. Rồi. I enjoy nè. Lẽ ra I sometimes draw and play piano. Nha, để nó hiện ra để lần sau mình nhớ. Tiếp tục nha. You actually do that? Every so often I do. I enjoy drawing and playing piano. Hết <laughs> giờ có nghĩa là tôi đọc không được luôn. Ý là có một lần đó tôi đọc còn không được cho nên là các bạn đừng có mới có tập có một lần mà vào trong đây để thi ha. Có nghĩa là khi mình gặp ngừng, khi mình bối rối hay là khi mình phát âm nó nó hơi nó chưa có tròn từng từ. Thế là mình bị sai hả các bạn? Để thử một cái nữa xem nha. Ý là mình phải luyện tập kiểu kiểu như tôi đó mà tôi nhớ rồi nha, nghĩ một chút tôi sẽ nhớ nhưng mà nó vẫn chưa đủ cho phản xạ 7 giây đó các bạn. Cho nên nếu các bạn chỉ nhớ mang máng thôi thì thi nó sẽ rớt. Mà nó báo cho mình biết là mình rớt rồi đó. Thì lúc này làm sao? Ý là chưa đủ tiêu chuẩn. Chưa đủ tiêu chuẩn thì phải thi lại. Thi lại cho đến khi đủ tiêu chuẩn. Thì đó là kiểm tra định lượng đó các bạn ha. Thử một câu nữa nha. I didn't know you knew how to do them both. I first learned how to draw in high school. Yeah, câu này tôi nhớ. Yeah, được câu hơn quá. Hơn quá có nghĩa là còn một tim nữa thôi. Sai một lần nữa coi như bài này thua là phải thi lại. Nhưng mà tôi khuyên các bạn là cứ đừng có thi lại. Chọn cái chức năng luyện tập hồi nãy đó. Luyện tập từng từ, ha, từng câu, dừng lại từng câu. Cho đến khi nhuyễn từng câu xong rồi bắt đầu luyện tập tự động các bạn nha. Rồi, phản xạ là như thế. Bây giờ tôi mở cho các bạn nghe từ đầu đến cuối các bạn nha. What do you enjoy doing in your spare time? When I have time, I sometimes draw and play piano. You actually do that? Every so often, I do. I enjoy drawing and playing piano. I didn't know you knew how to do them both. I first learned how to draw in high school. Did you take some sort of art class or something? Exactly, it was my favorite class. And where did you learn to play piano? I learned back in high school with a private instructor. Well, it's good that you're so talented. I appreciate that. Are there any hobbies you do? Not much. I just enjoy surfing Facebook. Staring at screens all day hurts your brain and eyesight. I know. I've been trying to get rid of them, but it's very hard. When you feel like it, maybe you should find something interesting to do instead. My life is so boring. Besides, I'm not as talented as you. Everyone has a talent, you just need to find it.